Hôm nay tranh thủ một ngày trời mưa á, cho nên Quỳnh không có đi chợ lục tủ lạnh. Hôm nay tủ lạnh nhà Quỳnh có gì thì ăn đó. Hôm nay á, thì kiếm được á, là một cái con cá dứa mà bữa giờ đã để hoài không có ăn, cho nên hôm nay Quỳnh lôi ra Quỳnh đem đi chiên giòn, Quỳnh ăn chung với lại nước mắm me kèm thêm á, là dưa hấu cũng như là nước dừa ăn theo kiểu miền Tây. Mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị đổ nước dừa ra nha. Cái món này là Quỳnh ăn là đặc trưng của người miền Tây, cho nên đó là hôm nay Quỳnh cũng mới ăn thử lần đầu luôn mọi người ơi. Không biết như thế nào đây. Trời ơi, đổ hơi mạnh nó đổ đó, đổ hơi mạnh nó đổ ra hết trơn rồi. Mình đặt cơm vô bên trong nước dừa nha. Rồi mình sẽ thử cái cơm với nước dừa như thế nào nghe mọi người. Hôm nay thì cũng không biết, nước dừa thì là Quỳnh cũng đã là để vô trong ngăn mát tủ lạnh đó, cho nó lạnh lạnh rồi, cho nên là bây giờ húp vô nước dừa là nó lạnh mát luôn nha. Và hôm nay cái mà Quỳnh ăn hay còn gọi là khô cá dứa, mà ngon nhất là cái phần đó, là cái phần mỡ mỡ này nha mọi người. Đây, ngon nhất là cái phần mỡ mỡ này nè đó, mọi người thấy không, ngon nhất là cái phần mỡ mỡ này. Và cái phần này chấm vô nước mắm là thôi nha, phê luôn nha. Rồi xin mạn phép cầm bằng tay nha mọi người ơi. Đây đây nghe mọi người, chấm vô đó, chấm vô đó, chấm vô rồi cảm ơn. Nó béo lan tỏa luôn, rất đã mọi người. Mỡ cá thì là nó không có hại như mọi người. Giờ giờ bên đây để nhìn mâm chảo đỡ bất trắng. Chấm nước mắm ngon nha mọi người. Bây giờ sẽ hút tới cái này nha. Cái này không có nước hộp gơ à. Hôm nay mua chấm trái dừa mà nó giống như dừa dứa mà ngỡ thơm ghê nha, ngon nha, mát lạnh chua chua ngọt ngọt. Hôm nay mình chấm với mắm me nữa. Rồi béo ngon xỉu rồi. Điều mà mình thắc mắc gì nè mọi người, cái con cá dứa với con cá tra với con cá ba sa thì không biết nó có giống nhau không mọi người, nhưng mà không, những cái con cá dứa này là cứ khô cá dứa phơi lên mình chiên kiểu này ngon dễ sợ. Mà mình nghe đồn á là bây giờ bên Việt Nam có thêm một loại nữa, đó là khô cá dứa mà thẩm gia vị nha, còn ngon dữ mọi người. Dính xù quá.
Cái khu cá dứa này là từ lúc mà mẹ Quỳnh á đi qua Nhật từ tháng tháng 8 năm ngoái nè. Cái mua cho Quỳnh. Rồi Quỳnh để vào ngăn đá nè mọi người. Cho nên á mới có giờ ăn nha. Video này lấy nước miếng của bao nhiêu người mà ăn cái món này kích thiệt cho mình siêu dính luôn á, càng ăn càng dính. Ăn chấm cái ria nó, phải nói là nó giòn, không có quá mặn nha. Cái con khô này mình thích là nó không quá mặn, nó không có giống như những con khô khác nha. Hồi xưa là Quỳnh không biết khô cá dứa là gì hết. Cái tình cờ Quỳnh đi Cần Giờ, Quỳnh đi với bạn Quỳnh, cái ra ngoài đó hả, người ta bán khô cá dứa rất là nhiều, cái năm mời mấy người thì mới mua thử, ngoài đó nấu lẩu ăn thử, ăn xong kiền mua mấy ký đem về luôn. Nó giòn ghê. Mình ăn không thì nó hơi bị mặn nha, còn mình ăn mà mình chấm á chung với nước mắm me à, nó chạy nó mà là đúng bài luôn. Quỳnh đang kiếm cái mỡ cái ức ăn, tại vì cái món này cũng có mình Quỳnh, Quỳnh ăn mình lười mà cái phần nào ngon trước ăn trước. Chứ để chút mình no ăn được. Mỡ cá thì có rất nhiều omega luôn. Thơm quá, trái dừa thơm quá. Lần đầu tiên uống ra uống được trái dừa dứa mà bữa đó mua bị tổ chát mà mua chúng trái dừa thiêu. Bạn Quỳnh thì mới nói dừa dứa ngon lắm, tưởng tao đưa chúng Quỳnh trái dừa thiêu, giờ tao nói uống xong á cái nó uống sao trái dừa này có mùi kỳ kỳ. Từ đó mới nhớ luôn cái trái dừa luôn á. Lúc sau á bạn Quỳnh mới uống thử á mới biết lễ thư á, mới kêu đổi cho Quỳnh. Tại vì lúc mình cũng chưa có biết là dừa dứa nó làm sao, mới nhớ tên nó tới giờ luôn. Quỳnh không biết hôm nay Quỳnh ăn vậy đúng không? Ở dưới miền Tây người ta hay ăn dưa hấu chung với món này á. Ăn dưa hấu chung với cơm. Hồi xưa mà còn ăn ăn chuối hoặc là ăn xoài chung với cơm.
Không những với miền Tây mà ăn món này hợp nha. Trời nó nóng, ăn món này trái dừa thì nó mát lạnh luôn. Hôm bữa sẽ có món gì mà ăn với nước đá nữa mà. Vậy bữa nữa mới làm thử nha. Cái khúc này không dám cắn mạnh là bởi vì xương mà. Món này có được coi là những món giảm cân không mọi người? Đổ trái dừa vô cơm là tao nói ăn xong lãnh no. Hết cái phần ấy hả ta? Đang kiếm. Đang kiếm cái phần nào giòn giòn lắm nè. Cái phần này là xương mà. Đã hết rồi hả? Thì mọi người ơi, hôm nay cái video của Quỳnh đó thì nó ngắn thôi. Quỳnh cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.